chiếc xe triệu loa. Lực đẩy của động cơ phản lực. Nếu như thất nghiệp, mình sẽ sử dụng để đi bán kẹo kéo và bán cơm bui. Các bạn thấy như thế nào? Đó là chiếc Sorento của anh Kenny Trung đây. Thì rất là cảm ơn anh Trung đã tin tưởng dịch vụ của Hoàng Kim bên chúng em. Chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn. Như clip trước tôi đã nói, nếu một chiếc SUV hạng sang mà không có hai chi tiết này thì bạn không thể đạt được một tầm cao mới. Bể bước điện và cửa hít tạo ra được một sức hút. Vừa nãy là sức hút, còn bây giờ là lực đẩy của động cơ phản lực. Vô lăng carbon được thiết kế theo dạng tri kích. Bên cạnh đó, được bọc da theo hướng 3 giờ và 9 giờ đem lại một cảm giác lái cực kỳ sang trọng và thể thao. Và đặc biệt là Signature Kenny Trung. Và đây là một chi tiết đặc biệt biến chiếc xe này thành một chiếc xe triệu loa. Loa di động, loa kẹo kéo, bộ karaoke chuyên nghiệp. Và sau đây mình sẽ mời chủ xe vào để cho các bạn xem là cái dàn loa này nó khủng như thế nào nha. Dạ, em mời anh Trung. Này, anh ơi, thì em thấy là chiếc xe của mình á, độ loa rất là khủng. Thì em không biết là ý tưởng anh độ một cái hệ thống loa khủng như thế này đến từ đâu ạ? Giờ mình cũng xin chia sẻ thông tin về câu hỏi của bạn. Dạ. Thì về vấn đề này thì trong những lần đi du lịch cùng đồng nghiệp và bạn bè, khi chúng ta đi ra những bãi biển hay đến những nơi khu du lịch có rất nhiều trò chơi để chúng ta trải nghiệm, nhưng hệ thống âm thanh để anh em chơi mà không bị nhàm chán và thoải mái tư tưởng. Ngoài cái việc mà mình giải trí khi mà mình đi picnic, đi dã ngoại thì nó còn có một số chức năng gì nữa không anh? Ngoài việc giải trí thì nếu như thất nghiệp, mình sẽ sử dụng để đi bán kẹo kéo và bán cơm bui. Hợp lý luôn. Các bạn thấy như thế nào? Thì cũng chia sẻ với các anh em, hệ thống này thì sẽ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là iMusic, âm nhạc. Phần thứ hai, như lúc đầu mình có chia sẻ, là dành cho anh em giải trí karaoke. Thì hệ thống này thì gồm có là 16 loa, 4 loa ở trên, 6 loa ở dưới và hai hệ thống loa cánh và hai loa sub. Thì đây mình sẽ mở cho các bạn thưởng thức về âm thanh. Phần thứ hai sẽ là phần karaoke. Phần karaoke thì chúng ta sẽ hát trên điện thoại và anh em có thể là thưởng thức. Ở đây có rượu và có ly để chúng ta thưởng thức trong những buổi hẹn hò. Wow. Đây các bạn, có rượu, có ly, chỉ có thiếu nến và hoa đó thôi thì là romantic. Quá dữ luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị trải nghiệm xem cái dàn loa này khi mà karaoke ở ngoài trời thì nó sẽ hay cỡ nào nha. Ok, mời các bạn cùng đợi một ít phút nữa để mình setup âm thanh nha. Bàn tay xưa cánh trong gió băng, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi tay kia kéo cày thay trâu. Thì sau khi mà trải nghiệm á, thì các bạn có thấy cái âm thanh của chiếc xe này nó hay không? Nếu các bạn trinh ý một tí thì đây là một cái chiếc xe mà mình đã từng review cái dàn âm thanh của nó rồi. Đó là chiếc Sorento của anh Kenny Trung đây. Đó, nhìn các bạn nhìn quen không? Thì bây giờ là
mình cũng đã trải nghiệm xong hết rồi. Thì rất là cảm ơn anh Trung đã tin tưởng dịch vụ của Hoàng Kim bên chúng em. Thì rất mong là những anh em nào chơi xe hơi muốn làm những cái bộ loa mà nó đẹp và nó chất lượng như thế này thì hãy ghé bên Hoàng Kim bên chúng em sẽ làm hết mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.